Bị người lạ nhắn tin chê giả xấu, Việt Trinh liền phản ứng, phụ nữ với nhau mà tánh kỳ. Bị người lạ nhắn tin chê trực tiếp nên Việt Trinh đã khá bức xúc. Diễn viên Việt Trinh từng được nhiều khán giả yêu thích bởi nhan sắc và tài năng diễn xuất. Nữ diễn viên còn được khán giả đặt cho nhiều biệt danh như nữ hoàng ảnh lịch, người đẹp Tây Đô. Như vậy có thể thấy nhan sắc của Việt Trinh từng nổi tiếng và gây thương nhớ cho nhiều thế hệ khán giả. Ở thời điểm hiện tại, nữ diễn viên sinh năm 1972 đã không còn tham gia showbiz sôi nổi như trước. Thậm chí có thời điểm Việt Trinh còn tuyên bố rời xa showbiz. Thay vào đó, Việt Trinh tập trung vào các hoạt động kinh doanh riêng và hướng về Phật Pháp. Và những lần xuất hiện trong các hoạt động showbiz nhiều năm gần đây, Việt Trinh vẫn được nhận xét là xinh đẹp, trẻ trung hơn so với độ tuổi 49 của mình. Nhưng mới đây, trên Facebook cá nhân, Việt Trinh đã đăng dòng trạng thái ngắn khá bức xúc khi có người lại vô cớ nhắn tin chê Việt Trinh già và xấu. Tự nhiên vô nhắn tin chê Trinh xấu hả? Phụ nữ với nhau gì mà tánh kỳ? Hay là ganh tị này? Lêu lêu, Việt Trinh chia sẻ. Trong bình luận, Việt Trinh cũng chia sẻ rõ hơn, nói là lúc trẻ đẹp sao giờ già xấu vậy. Nhiều netizen cũng đã bình luận bênh vực Việt Trinh. Nhưng ít ra chị cũng từng là nữ hoàng ảnh lịch thời 90 chứ bộ. Còn mấy người mà chê chị xấu không biết lúc đó họ ở đâu. Chưa có nữ diễn viên nào nét đẹp tự nhiên vượt thời gian như Việt Trinh nha. Những người kém mình mới hay đố kỵ và ganh ghét với mình rồi thị phi này kia bồ tèo à. Không chỉ Việt Trinh, nhiều sao Việt khác cũng hay phản ứng khi bị khán giả chê, nhận xét quá giới hạn về nhan sắc, ngoại hình của bản thân.